Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc. Hiện tại thì em Ngọc đang có mặt tại thôn Po Ma thuộc xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Em Ngọc cũng có được là anh Dính, trưởng thôn của thôn Po Ma cũng có giới thiệu cho em Ngọc biết là có hai hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa là có một cái hoàn cảnh ở dưới hổm dưới này là nghe nói là cái nhà lá danh làm cũng lâu năm lắm rồi mà cũng sắp sập rồi, như là cũng mà kiểu như sợ nhà sập ấy, mà thi thoảng là mưa gió hay là đêm là phải chuyển ra ngoài ở anh hay là như nào? Đúng rồi, mưa gió này có đồng một chút đấy rồi ló đi chỉa ra ngoài lung tung thế thôi. Có nghĩa là đào một cái hố ra ngoài để người nhà chui vào. Nhưng mà trời mưa đấy có gió như thế nào phải đi ngoài ở. À thế à? Hôm nay thì em Ngọc cũng có đi là hai hoàn cảnh, ở trên này có một hoàn cảnh nữa anh. Ở trên này có một hoàn cảnh. Thì hôm nay em Ngọc cũng có mua vào cái phần quà, cái phần quà này là được sự tài trợ của cái quỹ gia đình cô chú Tuấn Lan ở bên Mỹ cũng có gửi đến cho em Ngọc, có một cái khoản quỹ ấy để đi gặp những cái hoàn cảnh nào khó khăn. Thì cái việc đầu tiên là mình có lấy đến là cái đồ nhu yếu phẩm cần thiết nhất để cho bà con cứu đói bà con ban đầu. Thì em Ngọc cũng có hôm nay mua đến là hai bao gạo, phần quà của gia đình cô chú Tuấn Lan, mỗi gia đình một bao, nhà dưới này một bao và tí nó lên trên này một bao. Do là hoàn cảnh em Ngọc cũng chưa vào thực tế, cũng không biết là hoàn cảnh là gặp những cái khó khăn và cần những cái gì để giúp đỡ, thì em trước tiên cũng mua gạo vào trước. Thì bây giờ mấy anh em mình xuống nhỉ, anh bây giờ anh đưa em xuống nhé. Bây giờ anh em để bao ở đây nhỉ? Để bao ra trên này tí nữa, lên trên kia một hộ nữa, vì là đường mới mưa xong ấy, đi lại đường đất đỏ nó rất là trơn, đi bộ. Ui, như cái đường nước như này mà đi chỉ có đi bộ đi được thôi, còn đi xe máy là chắc chắn là sẽ không đi được. Cái trời mưa này, trời nắng là vẫn càng, nếu mà nắng khả năng vẫn cố được, xe khỏe đi cũng được chưa. Đường đất đỏ ao đi cẩn thận nhá. Đường này là đi là trơn lắm ấy, ngã gãy mông dập mông đấy. Ui, nhà này anh đúng không ạ? Ôi, chết. Nhà này thấp thế nhở? Thấp sợ đổ sao nhở? Nhà này sắp đổ đi rồi. Sắp đổ luôn á? Có dám ở đây thì em Ngọc thấy là bên ngoài ấy nhìn rất là sầu sệ luôn, sắp đổ luôn rồi mà thấp mục hết rồi này. Okay. Trước khi vào nhà thì mình có chia sẻ của tao bên ngoài một tí. Cái mái này, lá danh này em Ngọc đoán chỗ này nó phải gần chục năm rồi đấy cái nhờ. Năm rồi anh ạ. Mục hết rồi này. Lá danh kiểu như này mục hết rồi này. Ui, rất là thấp luôn đây này, cái chỗ này là cái che cây che bổ ra để mình đan đấy. Ra này ở dưới này mục hết, cái chân mục hết rồi này. Đây sắp đổ đấy, cái này cứ báo đây thì hơi hiền đấy. Sắp đổ rồi. Đó. Nhà này lâu lắm rồi ấy, tuổi đời nhà này chắc phải trên chục năm rồi ấy, nó mới thế. Ngày trước nhà em Ma Chí và em Xá ấy, nhà làm 6-7 năm nhưng mà cái lá danh nó vẫn còn lành lặn. Nhà này mà mục được như này, mổn như này là kiểu gì là... Nhìn thấy rồi anh ạ, đây, nhà nghiêng nghiêng rồi. Ôi, nghiêng hẳn đi một bên này này. Đây, cái cột này nghiêng luôn rồi. Nghiêng cột luôn này, ui dồi. Sợ quá đây này. Nghiêng hẳn áp vào bên này này. Nhà này không quế, có gì là gió to không dám ở nhà thật. Gió to không dám ở nhà sập xuống đây này. Chỗ này quý vị không biết là nhìn trong máy ảnh có rõ không, nhưng chỗ này nó nghiêng hẳn qua bên này luôn, góc 45 độ luôn ấy, kiểu dạng thế. Đây, ui cái cột này này. Cột này này. Cột này lẽ ra nó phải thẳng lên như này nhá, nhưng mà nó ngả qua vẹo qua tít bên kia rồi, sợ quá nhờ. Nhà này ở trên mái kia là cũng ấy thủng hết rồi này, thấy chọc trời luôn này. Đây là ở phía bên ngoài vòng quanh ngôi nhà đây, Ngọc chia sẻ bên ngoài trước mới vào trong nhà sau. Ôi, nhà này có tổ ong này. Cái này là cửa chính sao nha, cửa phụ nhỉ? Cửa phụ, cửa chính là cửa kia, cửa à, này. Vào đường này khoáng hơn. Cái này là ngày trước là chuồng trại chắc chăn nuôi gì nhưng mà không có con vật nuôi rồi.
Bây giờ em Ngọc sẽ vào bên trong nhà để chia sẻ bên trong nhà trước. Đây là phía bên trong nhà. Ô ngô này là đang rang à? À cái này kiểu như là mới thu hoạch về để rang khô để làm mén mén hả? Hết rồi á, không có nương bãi gì à? Không có nương bãi gì à anh Dính? Thế cơ á? Nương thì chắc có. Ồ, sợ nhờ. Dương này. Dương này cũng nghiêng qua một bên rồi này. Đổ ra. Đổ. Ồ, cái này sắp đổ qua bên này rồi này nhờ. Nhà cũng cây hết rồi đấy, cây này cũng đổ, cây này mới là nghiêng ang này. Cái lúc ngày xưa là thảm bây giờ cũng có gió. Cây này là ngày trước là thẳng đúng không? Bây giờ nghiêng áp hẳn qua bên này rồi này. Cây bên này sâu. Bây giờ trên này nó cũng thấy mặt trời hết rồi. Nhà này có mấy vợ chồng là có mấy cháu anh? Có 4 cháu à? 4 cháu á? Bốn người con à? À, trước tiên vào đây thì em Ngọc cũng có là trao cái phần quà của gia đình cô chú Tuấn Lan ở bên Mỹ, là cũng có gửi đến gia đình một bao gạo. Là em anh Vĩnh ơi, thì em đến đây thì có gia đình cô chú Tuấn Lan ở bên Mỹ cũng có gửi đến cho gia đình mình, gia đình của chị này là một bao gạo. Là chị cũng có anh cũng có nói chị hiểu là cái số quà này thì là của gia đình cô chú Tuấn Lan ở bên Mỹ gửi đến gia đình mình để mình tạm thời là em trước mắt em đến đây thì là em, mỗi đầu em đến em cũng chưa biết là gia đình mình là cái hoàn cảnh như thế nào và thiếu thốn những cái gì. Thì đến thì em cũng là mua một cái bao gạo đến để cho gia đình cứu đói tạm thời đã. Xong rồi có gì là sau qua cái video này em quay chia sẻ lên ấy, thì có cô bác nào cũng có là hỗ trợ thêm được cái gì thì là lúc đấy em sẽ thông báo với gia đình cũng như là vào thông báo với anh sau. Có ạ. Là thứ thiệt là ô là thả đồng mong thứ bao chỉ thả thế. Là bà ấy bó xù đồ hoàn là tôi xử nế vã chế này, khâu lá lì chá này. Chế bùa, chế bó ấy bó xù đồ nế nọ đồ nế à, kê chạy chạy nế dân nhì. Thế là dạ, là tôi chọn nế vã chế thì mùa thọ quá thịa, là thứ thịa là bà tỏ chỉ là bà thịa là bà tỏ chỉ là khíu mà khíu nế bó. Bà thịa là bà chỉ là khíu mà khíu nế bó. Ồ, em còn nghe nói là gia đình là không dám ngủ ở trong nhà mà đi ngủ ở đâu anh? Bên ngoài này. Ở ngoài này à? Ngoài ở chỗ này. Nào? Đào hầm đất hay gì? Đào đi có một lỗ này. Có một lỗ ở ngoài à? Có một lỗ ở ngoài này. À thế à? Đưa em ra xem được, bảo chị đưa ra em xem chụp với. À, trước khi vào đây thì anh Ngọc cũng có được anh Dính trưởng thôn cũng có nói trước là gia đình là nhà sắp đổ ấy, không dám ở trong nhà thì cũng làm một cái hầm đất vào đây này. Ồ. Ôi. Ôi giời. Làm cái ở trong này à? Cua cái này là mưa chả rột xuống hết chứ? Thôi nhẹ thở. Mưa rột sẽ xuống mà. Ui ôi, trong này ẩm thấp thế. Cái này mới đào, đào lâu chưa nhỉ? Lâu chưa anh Vĩnh? Gần năm rồi á? Nhưng mà cái này là đang mới sửa chữa lại sao ấy? Mới sửa chữa lại à? Ui trong này ẩm thấp thế. Trong rất ẩm thấp mà mùi đây này, trong này toàn nước cái này. Ui sợ quá. Thế này là mưa to thì là chắc chắn cũng bị dột thôi nhờ. Ở trong này là có hai cái giường luôn, ở trong nhà sắp sập rồi không dám ngủ ở trong nhà, đây có một cái giường trên này một và một cái giường ở bên đấy. Cho là nhà có tổng có 6 người thì hai người ngủ trên này, ba người ngủ hai bốn người ngủ trên dưới đấy sao ấy. Để quý vị nhìn xem mà trong nhà như thế này ngủ làm sao được. Ẩm thấp này là bệnh tật mất. Mưa gió nhiều thì là nguy hiểm. Ở trên này là lấy cái cây cỏ voi về đè lên cái tấm bạt, mấy miếng bạt ở trên này. Sợ quá nhờ. Rất là trơn trượt luôn. Sợ quá. Thế là chị này là chồng không biết là đi làm ăn gì hay là như nào ấy? Chồng cũng chẳng có là gì đâu, bây giờ đã có ý đó mà bây giờ đi cố đi lên tầng lung tung là thuê lên tầng lung tung thế ăn rồi. Có nghĩa là đi làm thuê lung tung thôi. Ừ, thế rồi. Làm cái gần nhà không? Ừ, là cũng gần nhà, bây giờ không đi được ngoài, mà là gần
gần đa trong thủ đi là đi lại lại vào đi một tháng ra về một tháng ra về thế là đi à có nghĩa là đi một thời gian ngắn ngắn lại về thì đi ngắn ngắn nhưng mà đi lâu là không có cho sốt của bé này đi tháng ra về như có sáng đi tối về không hay là đi thi thoảng mới về nhỉ đi thực khoảng 1-2 tháng về đấy 1-2 tháng mới về thế bây giờ gia đình là chỉ còn ba mẹ con ở nhà còn một cháu nữa đâu còn một cháu đi 3 ngày đi bà ngoại à bà ngoại có gần đây không nhỉ bà ngoại đi bên kia à cũng ở trong bản này thôi thì trong bản này. Chị này là không biết là năm nay khoảng được 40 chưa nhỉ? Chị này vâng. Này là chị này có 36. 36 tuổi à? Ừ, 36. Có 4 cháu không? Không biết các cháu còn đi học hết không? Cháu đi học hết rồi. Có một... Tôi tụi mình đi cả đi không? Tụi mình chỉ tớ cả, tụi mình có chút, tụi mình cả. Tụi mình chẳng có đứa bé này là đi học à? Hay là không đi học, chưa đi học? Bé này chắc tầm 3 tuổi chứ nhỉ? Bé 3 tuổi, bây giờ đang tranh thủ đi học đấy. À. Đi học hết rồi. Thế bây giờ là chồng không có nhà, chứ nhà không có nương gì để trồng ngô à? Nhà không có cỏ ít quá, còn trồng của 2-3 cân thế thôi. 2-3 cân ngô thôi thì vẫn ở trong nhà anh Ngọc nhìn thấy là không có một cái gì luôn, có một cái chảo đấy đang chắc là mới thu hoạch về, kiểu như nó chưa kịp khô lấy về rang qua để mình nghiền ra cho nó dễ. Sợ quá ngôi nhà này. Thế bình thường là chị nhà ở nhà là làm gì nhỉ? Bình thường bây giờ cũng ở nhà thôi nhưng mà không có việc gì làm không có việc gì đâu nhưng mà đi ngô cái cỏ ý của thế mà có ngô đấy thu ngô đấy tăng thế có ngô rồi đi chơi rồi đi lấy củ thế rồi không cũng không có con vật nuôi gì không có gì nuôi đâu nhà chẳng có cái gì nuôi đâu nhà này bây giờ chồng cũng có chỗ đi là chồng không đi là thế mà chồng hôm nay ngày nào chồng đi câu cá lên tăng thế thôi không có đi không đi làm cái gì không làm được cái gì đâu. Cái hầm này là đào được khoảng đúng 1 năm rồi đây này, đây thì chỗ này cũng em Ngọc thấy như cũ mà cũng mọc cỏ mọc rêu ra mọi thứ hết rồi. Ở trong đấy là chắc là thi thoảng là thấy đấy con nó mình sửa chữa lại cho nó mới thôi đúng không? Đúng rồi. Ở chỗ này phải khô một tí anh đi như thế đó phải đây này cũng đầu cái năm. Không thấy sương nữa. Thôi nhá, không thấy sương. Ở trong ẩm thấp lắm, không có chiếu, không có gì mà có cái chăn mà có cái đồ tối ngủ rột kiểu gì mưa to nó cũng rột xuống nhờ. Mưa to nước kiểu gì tràn vào nhà rồi ở trên kia ấy, rãnh không ra rãnh. Chỗ này thì chỉ tạm thời chú lúc gió thôi, mưa thì chắc có gió. Nhưng mà có nghĩa là đêm là ra đây ngủ còn trong nhà là không dám ở nữa rồi đúng không? Vâng, sập. Con vật nuôi không có. Đi lên trên này sẽ một bị chết rồi. Đấy em mà cũng lên phía bên trên này để quay trực tiếp ở bên trên này. Đây là cái mái nhà đây là bằng cái mặt đất luôn. Ui, ở chỗ này mà. Đây quý vị nhìn thấy bằng chứng cho thấy đây là cái bạt này là đã mục nát hết rồi mà lâu lắm rồi này, mục hết rồi này. Cái này làm khoảng tầm 1 năm trước rồi. Thì là tại vì nó ở sát đất quá ấy. Cho nên là nó sẽ mục nó nát như thế này mà bên trên này là lấy cái cây cỏ voi là đặt lên trên để cho nó đỡ bị tốc mái lên. Nó sát đất như thế này là mưa to kiểu gì là nó cũng ấy rồi. Cũng tràn vào nhà rồi. Một nếu mà to quá như cái khe bạt ấy. Khe bạt đúng cái chỗ khe đào ấy luôn. Một phần nào thì nó trôi được ra ngoài trôi còn đa số là trôi vào trong nhà hết. Vừa nãy em cũng có chia sẻ bên trong nhà ấy. Mục nát ấy, trong nó ẩm thấp mà rất là nguy hiểm luôn. Chỗ này mưa to cũng nguy hiểm. Nước mà cái chỗ này mà em Ngọc sợ nhất là cái bạt nó mục cái mưa to cái nước nó dồn xuống nhiều nó nặng ấy là sập luôn cả cái đống cỏ voi này xuống là cũng rất là nguy hiểm này. Đấy, gia đình này em Ngọc thấy là từ trước đến giờ đi tất cả các hộ gia đình ở trong khu vực này thì thấy cái hộ gia đình này ấy, thì là lấy cái căn nhà nó nguy hiểm và cảm thấy là không an toàn một chút nào. Mà cái ngôi nhà này em Ngọc thấy thì là nhìn từ xa xa ấy, nhìn ở góc bên này ấy, nhìn nó bình thường thôi nhưng qua bên kia ấy thì là ở góc bên kia đầu video em Ngọc quay ấy, thì quý vị cũng thấy là nó nghiêng hẳn đi một bên rất là nguy hiểm. Nhà mà không dám ở bên trong nhà là quý vị cũng thấy là như thế nào rồi đấy. Sợ quá ngôi nhà, sợ quá, sợ nhất là em Ngọc lo nhất là cái phần này này. Mưa nhiều ấy, nước nó tràn qua đây là nó sẽ nặng. Nặng nó sẽ là dồn hết tất cả vào giữa là cái bạt này ấy, nó mục rồi mấy cái dây mình căng ở phía mấy cái góc này này nó sẽ là dồn hết vào giữa nó sập phát súng trúng xuống này là cái này nó cũng có nặng này là đè xuống trẻ con ở dưới nó cũng rất là nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là lúc trời mưa nó đè xuống nửa đêm nó đang ngủ ấy. Ví dụ ngày thì có thể là mình còn ra được mình không ở trong này là đêm hôm xuống là rất là nguy hiểm luôn. Sợ quá. Thật sự luôn. Thế qua video này em cũng rất là mong muốn quý vị nào theo dõi được cái hoàn cảnh gia đình này cũng có chút lòng hảo tâm
có một chút tấm lòng thành gửi đến gia đình để phụ giúp đến gia đình. Cũng như là cái ngôi nhà đấy mà mình có sửa chữa hoặc là dựng được cái căn nhà mới thì là quá tuyệt vời cho gia đình luôn. Rất là khổ, gia đình là có 4 cháu, bây giờ hiện tại là còn 3 cháu ở nhà, 1 cháu đi bên nhà ngoại rồi. Chị Ngọc sẽ vào bên trong nhà xem một lần nữa. Để cho quý vị xem cho kỹ, cái chuồng này chắc chắn là bỏ hoang lâu lắm rồi này. Còn chuồng ngô này thôi. Nhà này là không có một tí nước nào để chờ làm ngô ấy. Nhà này không chồng có, ngô. Có ý quá. Có ít quá. Nếu thu về thì chắc đủ ăn tầm 3-4 tháng thì không? Có nghĩa là thu về đủ ăn tầm 3-4 tháng thôi. Ừ, 3-4 tháng thôi, 2 tháng thôi. 2 tháng rồi à? Đông con vì... Tại vì nhà đông người nhờ. Đông người, à nhưng mà... 6 người. Ừ. Chỗ này là mới rang lên để là mình khô nghiền ra cho nó dễ đúng không? Là khô thì phải xây vào để ăn, xây được. Bình thường là ban ngày là vào trong này ở? Ban ngày là trong ở nhà. Tối là vào trong đây ngủ. 3D là không gió thì phải ở đây đường. À, có nghĩa là đêm là sợ nó mưa gió nó sập đúng không? Ừ. Nhưng sợ có nghĩa là ngày mà không mưa có dám ngủ trong đây không nhỉ tối? Ừ. Ngày cũng ngủ đây, không mưa không gió thì ngủ đây. À có nghĩa là mưa gió mới phải vào trong đấy thì. Ừ. Mưa gió là phải chạy. Mưa gió sợ nó sập thật đấy, nó cuột xuống này. Ừ. Trong nhà không có một cái gì luôn, bát đũa không có sao nhỉ? Chả có đâu, mấy cái bát. Đây này có mấy cái ấy này. Ừ, có. Đây nồi gì đấy? Đi bí. Bí với mèn mén. Đảo. Ừ. Không có bát đũa, nhà này không có bát đũa gì à? Có đâu. Có hai cái nồi nữa thôi á. Chắc phải có thìa chứ nhỉ, thìa ăn cơm chứ. Thế thì chúng mình đi nó mỏ rồi. Có. Có. Trong cái tủ lạnh. À trong túi đây này, có 10 cái thìa đây ở đây này. Có 3 cái thìa, 2 cái bát tô nhựa. Mấy ăn cơm gì? Đây có một cái thau. Nhà này thì cũng ấy hết rồi này. Ồp ạp ẹp rất là nguy hiểm luôn. Ôi sợ quá. Ở chỗ này cũng ngả và hết vật tiếp vào trong nhà rồi này. Cây cây này cũng gãy rồi này. Cây tre, cây gì ngang không có gãy vào này. Đặc biệt là cái này ngả vào này. Chỗ này nó rời ra hết rồi. Sợ quá, gia đình thì sợ quá. Đây này. Nhìn góc dây này ra mới thấy này. Nó kéo căng ra hẳn thì ra bên ngoài này luôn. Đây, chỗ này lẽ ra là cái này nó thẳng lên như này, nó ngả ra theo cái tre này này. Ngả ra là ngả theo mái luôn ạ. Trên kia nhìn ghê quá. Này mục nát hết rồi này. Cây này đều mục hết rồi nhỉ? Cây này mục hết rồi. Bỏ bao bẹp này. Gác lên kia để gọi là chống cái cây này, hộ chống ngôi nhà thôi. Sợ quá. Trên kia coi như là mục nát hết. Đấy là tất cả cái xung quanh cũng như là bên trong và hoàn cảnh của ngôi nhà như thế nào thì em Ngọc cũng đã chia sẻ lên cho quý vị xem, cũng như là nắm rõ hơn về cái hoàn cảnh của gia đình chị này. Thì hôm nay em đến đây thì cũng chỉ trước mắt là cũng thăm hỏi qua gia đình, biết được cái hoàn cảnh gia đình như thế thì sau ở đây về thì cũng có, nếu mà cái video này đăng lên được có cô bác nào mà đồng cảm với gia đình mà hỗ trợ được gia đình cái gì ấy, thì em sẽ tiếp tục là vào với gia đình chị. À, ấy được lâu này biến không biến lòi lòi quay xuống đi xíu chị anh mù gì không bôi á phải không đang để ý là video mình ra xuống chị đây mua xíu để tụt bát tàu mì kho thu để bát là mình khó chịu mà cho nó thông bỏ mà cho nó nhá. Ừ. Nếu mình biết lòi mà lòi xuống đi xíu tay bớt thu thế lòi xuống đi nhá. Chị chắc cũng thường xuyên có nhà thôi đúng không, chắc không đi coi con nhỏ chứ không đi đâu. Ở bên thông yên ta thì giá sĩ chính thì nhau chơi thứ chỉ mới chị thấy nhau chơi thứ chỉ mới thì tại mình chỉ bốc cứ tay lâu nó ở tụt chi lòi mà à chứ ở nhà với cả đi thu ngô thôi đúng không. Mùa này cũng là mùa thu. Nhớ nhớ chơi chỉ hậu trang đâu, nhớ chơi không? Chơi. Nhớ từ tết rồi mà thông bộ đi giờ chưa, giờ anh giờ chưa chưa dán này, hai phép tôi thúc lò nhá. Con đi nấu đi mà phép lò xuống đi xíu rồi. Em thằng đó bảo là cứ mùa này cũng ở nhà thu ngô luôn quanh ấy, trao đổi coi như là đổ công với bà con hàng xóm. Thì cái video này chắc em Ngọc cũng xin khép tại đây để cũng chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình của chị và nhỉ. Vâng. Như thế để cho quý vị biết cũng như là nắm rõ hơn về cái hoàn cảnh của chị. Nếu mà quý cô bác nào có lòng hảo tâm thì cũng có thể gửi cái phần quà cũng như là giúp đỡ gia đình chị, hoặc là cũng có gửi đến để hỗ trợ sau này để sửa chữa cũng như là làm nhà chị
thì cũng có là vui lòng liên hệ với em Ngọc. Tí nữa em Ngọc sẽ cùng anh Dính, trưởng thôn của thôn Poma, lên hoàn cảnh ở phía bên trên kia, cũng nghe nói là có hoàn cảnh đấy cũng rất là khó khăn, mà gia đình cũng nói chung là cũng là lá danh và cũng là cái dạng nhà kiểu như này. Nào đi được nào anh, đi được đây à? Đi được đây. Tại vì đường quá trơn đâu ra phải đi bộ. Đi chết đi. Đây nhà này anh. À nhà này à? Nhà này cũng quê gỗ mà nhỉ? Quê nhà sẽ có cái gì? Đây cũng có là một gia đình. Để xe máy đây chắc là của nhà. Không phải xe máy của họ ấy. Của họ à? À mấy nhà trên kia không có đường lấy nhà gửi đâu đúng không? Xung quanh anh Ngọc thấy là bưng bằng ván nữa. Em. Vâng, chào. Cơn ui. Nó che à? Bỏ. Nó che mà. Nó cho mình nhột ra rồi tôi. Măng này chắc là măng măng chua đấy hả? Măng chua chứ. Đây là măng chua, bà con ở trên này cái cách làm măng chua làm thái nó dài như này, xong rồi tí nữa sẽ là làm măng chua, ngâm rồi làm măng chua. Ở đất gần đây nên trồng được nhiều cây tre. Nhà có nhiều bí đấy, nhà quả bí đầy này. Bí này lấy về cho lợn đấy á? Người không ăn được à? Cái là xấu mới cho lợn thôi đúng không? Bí. Nhà em là có mấy người? Bốn người à? Vợ chồng hai cháu à? Vâng. Thế đây là mẹ em à? Không, đây là bà nội à? À. Mẹ không có đâu. À thế à? Mẹ bố không có. Bố mẹ không có. Bố mẹ không có. Thế bây giờ bà nội cũng ở chung một nhà? Cùng bà nội với cùng nhà chú. À, ở chú. Thế nhà hai cháu. Bí. Đây là cỏ cho bò à? Vâng, nuôi bò đây. Cỏ không nuôi bò, nuôi bò của hai con của chú. À nuôi dế à? Nuôi dế thôi. À bò nuôi dế, bò nuôi dế. Nuôi dế mà đồ phân trùng ô, không nuôi bò dế. Nuôi dế để lấy phân trùng ô thôi đúng không? À. Ừ. Đây vợ em đây à? Dế? Ủa? Đây vợ em phải không? Vợ đây. À vợ ở bên ngoài. Đây là nhà 4 người, có một cái giường. Đây là chắc là nuôi lợn à? Nuôi lợn. Cho lợn ăn á? Nấu lợn. Em. À em cũng biết nói tiếng phổ thông cũng giỏi ghê đây. Biết mà. À đây à? À học kín rồi á. Thế hai vợ chồng đều biết nói tiếng phổ thông hết đúng không? Vâng. Thế tốt quá nhỉ. Ở đây gia đình này em Ngọc cũng thấy là lá danh người lợt thì cũng vẫn còn mới. Cái này là nhà làm được bao nhiêu lâu rồi, em? Mấy năm rồi? Làm được chắc là 4 năm rồi. 4 năm rồi á? Em qua đây, hỏi tí. Lắm 4 năm rồi á? Hai vợ chồng cưới nhau được lâu chưa? Mấy năm rồi? Cưới được 6 năm rồi. 6 năm, thế ở riêng được 4 năm rồi? Vâng. 4 năm rồi ở trong nhà. Nhà có nhiều nương trồng ngô không? Không, có ít đâu. À thế à? Trồng cái gì cũng không có. À. Người ta trồng. Có đi làm thuê gì không hay là ở nhà? Không. Không biết là đâu nó vừa dịch thì không đi được luôn. Vâng. Nhà có 4 người thì gia đình đấy Ngọc thấy là hoàn cảnh thì nói chung là cũng khó khăn, mà nói là không khó khăn cũng không phải, mà so với các hộ khác như cái hộ ở phía bên dưới kia ấy, thì là nhà này vẫn còn khá giả hơn một chút, là nhà nó vẫn còn kiên cố hơn, xung quanh nó bưng bằng cái tấm ván ép. Thì hôm nay anh đến đây thì anh thứ nhất là đến thăm hỏi sức khỏe gia đình, cũng như là đến đây anh cũng có cái phần quà ấy của gia đình cô chú Tôn Lan ở bên Mỹ, cũng có gửi đến cho gia đình mình là một bao gạo đến để cho gia đình mình có cái ăn nhá. Thế có cái ngô thì nhà mình thu hoạch chưa? Chưa thu hoạch. À chưa thu hoạch à? Đấy, đấy là cái bao gạo này anh mua vào đây để cho gia đình em nhá, để gia đình em là cũng có có cái mà sinh hoạt hàng ngày ăn uống, rồi thì là nấu cơm cho con, cho bà nội ăn nhá. Vâng.
Đây anh cỡ tất cả các anh nhá, đưa cho ý chồng. Nói chung là anh đến đây thôi, cũng chỉ là thăm hỏi sức khỏe gia đình sơ sơ qua như vậy thôi. Thì gia đình này Ngọc cũng có thấy là anh dính trưởng thôn ấy cũng có nói là gia đình ở trong hộ trong thôn cũng có thêm một hộ gia đình này, thì em cũng qua đây thì mới đầu vào cũng chưa biết là gia đình hoàn cảnh như thế nào và thiếu thốn những cái gì ấy, thì là không biết mua gì. Thì thường thường là anh Ngọc cũng có một cái quỹ của gia đình cô chú Tôn Lan ấy, đi đâu thì cứ đến những cái hoàn cảnh mới ấy, thì anh Ngọc chưa đến bao giờ, anh Ngọc thường thường lại mua những cái đồ nhu yếu phẩm đến trước để sau này mình có cái video đăng lên thì được các cô chú cũng như là các quý vị khán giả xem biết cái hoàn cảnh như thế nào để mà mình giúp. Thì em cũng thấy được cảm nhận là gia đình này cũng nói chung là cũng còn kiên cố hơn cái nhà phía bên dưới, thì thôi có phần quà đến cho em để mình gọi là động viên tinh thần cũng như là thăm hỏi sức khỏe gia đình, biết là cái tình hình cũng như là chia sẻ cho gia đình cô chú Tuấn Lan cũng như là các quý vị khán giả biết như vậy. Thì chắc có lẽ thì là thôi anh cũng chỉ thăm hỏi sức khỏe gia đình qua như vậy thôi nhá. Cảm ơn em nhá, hai vợ chồng cố gắng nhá. Đây gia đình bên ngoài nói chung là cũng là bình thường. Lá xanh này cũng mục mục rồi nhỉ? Ngày xưa là cái chuồng bò nó ở đây. À, ngày xưa có chuồng bò đây. Không có bò nên là phá hết. À, không có bò đúng không? Phá hết chuồng rồi. Đây thì bên ngoài cũng nó chỉ là tấm ván ép đấy cũng quây vào, và bên trên thì lợp mái lá xanh ở bên trên. Nhà thì bên trên lá tanh thì anh Ngọc cũng thấy là nó chưa đến nỗi là mục lắm. Và trong nhà thì có hoàn cảnh là có hai vợ chồng, hai cháu và bà nội thì cũng qua giúp những cái công việc nhà cửa. Thì hoàn cảnh gia đình này nói chung là Ngọc cũng chỉ là chia sẻ như vậy thôi, nó cũng không đến nỗi là đặc biệt khó khăn quá để Ngọc chia sẻ nó sâu hơn. Thì chắc có lẽ anh Ngọc xin dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.